người ta cứ chê pi là một đồng coi bấm không mất gì cả và nhận token rồi thì và họ nói rằng là trong quá khứ cũng thế cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ lại là mình đây ở video này thì mình sẽ chia sẻ một chút cái góc nhìn của mình về một cái đồng token mới đang khá nổi ở trong cái cộng đồng Việt Nam à, anh em ngày hôm, hôm qua đến ngày hôm nay tức là đồng Renec của sàn Remitano và mình cũng sẽ nói luôn rằng là trong cái này mình sẽ cố gắng giữ cái tính trung lập nhất có thể. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cố gắng là không đưa ra những cái thông tin cách quá khẳng định uh, để bảo vệ, bảo vệ cho bản thân mình thôi. Tại vì hiện tại sàn Remitano họ hoạt động uh, ở Việt Nam khá là mạnh, có thể là đưa ra những cái thông tin biết đâu nó không chính xác thì uh, sẽ bị ảnh hưởng liên đới. Cái đấy thì mình cũng hơi ngại. <laughs> nhưng mà mình vẫn luôn luôn trong cái kênh của mình vẫn luôn cố nói đó là cái suy nghĩ cá nhân hoặc cái gì mà mình cảm thấy nên nói ra thì mình sẽ vẫn cứ nói bản thân mình thì rất là mong cái dự án ra này nó làm thành một cái gì đó nó ra hồn nó hay ho cho cộng đồng bởi vì rất nhiều anh em việt nam đang đã đào và đã đầu tư vào cái dự án này À, và nếu mà nó thành công thì nhiều anh em Việt Nam kiếm được tiền không có gì là mình phải lại phải, phải mong muốn là nó chết cả tuy nhiên thì mình cũng luôn luôn giữ cái tâm thì tâm thế đó là đánh giá dự án này như những dự án khác với một cái sự à, cẩn trọng với một cái sự đề phòng và vì thế thì sẽ có một số những cái uh, nhận định của mình có thể nó sẽ một người cảm thấy nó hơi tiêu cực một chút đối với phía sàn thì anh em thông cảm thú thật rằng là mình không dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu về cái đồng token này không dành quá nhiều thời gian chính xác nói đúng hơn thì mình dành đâu đó cỡ khoảng 5 phút, 5 phút để mình đọc về cái token. Và có vẻ như là họ cũng không cho chúng ta quá nhiều thông tin. Những thông tin mình đọc được thì nó cũng chỉ nằm ở trên uh, um, trang thông báo của 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 trang web website Rimintano thôi. Và mình cũng chưa nhìn thấy hoặc có thể mình chưa tìm thấy. Thì nếu mà mình thiếu sót thì anh em cập nhật cho mình nhé. Chứ mình nhìn thấy ở đây thì mình chưa nhìn thấy cái white paper hay là một cái gọi là cái lộ trình cái lộ trình về um, kế hoạch là đồng token này sẽ làm gì nên như thế nào và cũng chưa có quá nhiều những cái thông tin một cách rõ ràng về cái mạng lưới Renet. Mọi người lưu ý là về cái mạng lưới thì cũng chưa quá rõ ràng. Uh, cái tin đây vào ngày mùng 1 tháng 9 thì nó có một cái uh, dự án chạy testnet của mạng lưới. Uh, và mình biết được rằng là đây là một cái mạng lưới blockchain riêng, họ phát triển riêng nó chạy nó giao theo giao thức là đi proof of stake delegate proof of stake đó và nó cũng chia ra theo câu chuyện đó là đây là một cái mạng lưới không cần máy đào và nó cũng hoạt động dựa trên cơ chế là các bạn phải stake cái đồng token vào để bảo vệ mạng lưới và khi mà bạn stake bảo vệ mạng lưới như vậy thì bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng chính là đồng Renek bỏ ra và Remitano họ đã phát triển xong một cái ví riêng cái ví chính gọi là native wallet tức là cái ví chính của cái mạng lưới của họ ờ, và đã có cả cái trình duyệt cho Chrome rồi đó, và họ cũng có hướng dẫn mọi người là stake như thế nào hồng ra làm sao trên mạng lưới đấy thế còn mạng lưới chính thức thì đã được khởi chạy mạng lưới chính thức thì đã được khởi chạy vào đầu tháng 10 nó đâu đó là có 20 ngày chạy 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 gọi là chạy thử nghiệm đấy và có vẻ như là sau đến sau 20 ngày đó thì chạy thành công không có vấn đề gì cả thì họ đã bước sang đến một cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn cho đồng cần các bạn giao dịch và có thể là giai đoạn thứ tư giai đoạn năm sáu bảy tám gì đó thì họ đang lên kế hoạch tuy nhiên mình chưa nhìn thấy những cái kế hoạch của họ ở trong uh, trang web hoặc có thể mình không nhìn thấy mình chưa tìm kiếm đủ nhưng như hiện tại thì mình chưa nhìn thấy Vậy thì việc mà nó có một cái lộ trình gọi là cái roadmap một cái lộ trình cho một cái dự án này mình thấy là đang là hơi ngắn thì không biết liệu nó có phải là cái vấn đề rằng là dự án đang giấu bài hay là bản thân dự án hiện tại cũng chưa có một cái kế hoạch dài hạn thì mình hy vọng là sẽ có nhiều thông tin cập nhật tiếp để nếu như mà có gì hay ho thì mình sẽ làm cho mọi người trong video tiếp theo ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là việc cái roadmap quá ngắn không có rõ ràng nó sẽ khiến cho nhà đầu tư không biết phải đầu tư vì cái gì không biết phải đầu tư vì cái gì không biết phải đầu tư về cái tầm nhìn của dự án như thế nào rồi là cạnh tranh làm sao giải quyết vấn đề gì chúng ta không có không nhìn thấy thì mình sẽ cố gắng mình đưa những cái nhận định theo phong cách phỏng đoán thôi Thế còn cái mà rõ ràng nhất mà nếu những nhà đầu tư nào muốn bỏ tiền và mua đồng rennet này thì chính là phải nhìn vào sàn remitano đúng không nhìn vào sàn uy tín của sàn remitano vậy remitano thì có phải là một cái tên tuổi uy tín hay không um, từ thời điểm mình bắt đầu tham gia thị trường vào đâu đó khoảng 2017 thì mình đã nghe đến Remitano rồi, Nó là một cái sàn mua bán đồng ổn định và mua bán BTC nữa. thì nhưng mà mình thì ít sử dụng cái của mình thì mình không sử dụng mấy. tuy nhiên thì nếu như anh em nào mà chơi từ 2017 thì khả năng là rất là quen thuộc với Remitano. sau đó một thời gian rất là dài thì Remitano chiếm được cái vị trí là cái sàn giao dịch về các cái đồng crypto ấy, um, uy tín nhất Việt Nam uy tín nhất Việt Nam và hình như là khối lượng giao dịch cả lớn nhất Việt Nam luôn. Ngày xưa cũng có những cái sàn khác, cũng có những trang web khác để mua bán nhưng mà Remitano thì chứng minh được với nhiều người rằng là uy tín. À, ngày xưa hình như nó có cả phần gửi mã gửi miết, đăng nhập qua mail qua miết rồi gửi thư hàng đấy. À, cho email của mình ngày xưa mình cũng hay nhận được các cái báo giá của của sàn Remi gửi. Thì thì, thì đó là từ thời 2017. Nhưng mà mình được biết rằng là Remitano là một sàn họ đã hoạt động từ 2014 tức là họ là một trong những cái đơn vị hoặc là những người mà tạo ra cái sàn này là những cái người biết đến BTC, biết đến thị trường từ rất là sớm. Thế không biết liệu họ có phải là những người mà đã đầu tư vào BTC và ETH rất là nhiều tiền hay không và giữ được đến bây giờ hay không. Nếu mà có như thế thì anh em biết đâu chủ sàn Remy ấy lại là một cái um, gọi là triệu phú, nhiều triệu phú, thậm chí có khi đến tầm tỷ phú đô la không biết trường đúng không mà đang ẩn giật. Thế thì nếu đúng như vậy thì sàn này rất là có nhiều nguồn lực để phát triển. Đấy là mình phỏng đoán nhé, không biết được. Thế thì một vài điều mà, mà nhiều người đến bây giờ không dám khẳng định. Thật à sự là thông tin nó không quá rõ ràng để mà mọi người khẳng định. Nếu bây giờ mọi người vào một cái trang nói About Us của sàn Remy. Có những điều sau các bạn không nhìn thấy. Một, các bạn không biết team bao gồm công ty của họ là ai. Địa chỉ mà hoạt động chính thức của họ, văn phòng, trụ sở của họ ở đâu họ đang hoạt động mạnh ở trên những thị trường nào, ở đâu là có những cái văn phòng để mà phục vụ ở những thị trường đó, đó là những cái thông tin nhiều người không biết và một cái công ty mà từ 14 đến 22 rất là nhiều năm rồi vẫn đang khá là che giấu những cái thông tin như thế thì đấy là vấn đề về mặt gọi là về mặt an toàn thì mình đang hơi đặt dấu chấm hỏi. Trên trang giới thiệu của công ty của họ thì họ có biết rằng là họ đang hoạt động và có dịch vụ ở rất là nhiều quốc gia, ví dụ như là úc, malaysia Nigeria, Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc nữa và còn đang tiếp tục phát triển. Thì mình khá đánh giá cái câu chuyện nghi ngờ rằng là Trung Quốc là đội này vẫn đang hoạt động. Tại vì theo mình được biết là câu chuyện tuyển nong chuyển chuyển của Trung Quốc bây giờ khá phức tạp. Một đơn vị ngoài Trung Quốc mà muốn hoạt động ở trên ở Trung Quốc thì mình thấy là không tin lắm. Có thể là dự án họ làm viết vào đây thì là thông tin vẫn đúng, anh em phải kiểm tra. Thế còn đọc của những cái này thôi thì mình người cũng sẽ thấy đó là ngoài Úc nghe có vẻ khá là các nước phát triển. Thế còn các nước còn lại đều là những nước bình thường đúng không? Thậm chí là đông Nam Á là nhiều. À, nhưng à, trong đó có Việt Nam và và có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là à Việt Nam chỉ là một trong những cái thị trường mà Remitano hoạt động. Thì thực ra từ thời à, 2017 ấy thì mình đã có một cái phỏng đoán là Remitano nó do là người Việt Nam mở. Người Việt Nam Uh, mình có đọc một số thông tin uh, về Remitano thì họ nói rằng là trong team điều hành trong team giám ban giám đốc của Remi thì có cả Ấn Độ có cả Châu Phi một số vài nước ở Châu Phi. Thế kia là có khoảng uh, 4 năm người là Việt Nam. Nhưng mà mình thì mình đánh giá rằng là có thể những cái người mà chính thức những cái người mà cầm cân để mực ấy thì chính là người Việt Nam. đây là vì thế thì mình cũng rất mong là Remi làm được ra cái gì đó chứ đừng có úp bô vào đầu nhà đầu tư Việt Nam là được. Hy vọng là như vậy. Uh, tại sao mình nói là Việt Nam lại là chủ yếu, tại vì cái thị trường mạnh nhất của Remitano nó chính là thị trường Việt Nam nếu như mọi người nhìn đây là trang web uh, Remitano mà mình nghiên cứu thì mình thấy rằng là đây trang web Remitano đây, thì cái tổng lượng uh, traffic tức là tổng cái lượng người truy cập vào trang web này trên khắp thế giới thì Việt Nam chiếm đến 72% mọi người thấy không, chiếm đến 72% đứng thứ hai là Venezuela thì mọi người thấy rằng là trong các thị trường họ nói đến như là Malaysia đúng không Malaysia đứng thứ ba là 4 trăm Nigeria là 2 đúng không 2,2 trăm và chúng ta nhìn thấy là có một thị trường như là Trung Quốc hay là Úc thì chúng ta không nhìn thấy đây Úc thì đứng thứ 21 chỉ chiếm có 0,32 phần trăm số người truy cập thôi số người truy cập thôi và họ thì họ đưa thị trường Úc lên đứng đầu Thế thì mình nhìn thấy để cho mọi người hiểu rằng là đến 72% lượt truy cập là đến từ Việt Nam Và mọi người cứ phải biết rằng là người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam ở các nước Họ sử dụng Remitano để giao dịch, để mua bán crypto là cũng có nhé Cũng có mọi người nhé, chứ không phải không có đâu Cho nên rằng là trong cái số 72 người, 72% giao dịch là đến à, lượng truy cập đến từ Việt Nam Thì có thể rằng là của người Việt Nam nó còn cao hơn như thế nó cao hơn như thế và vì thế thì mình dám nói một cách rất rõ ràng đó là cái lượng khách hàng sử dụng Remitano nhiều nhất chính là từ Việt Nam. Chứ Đây là một công ty mà coi thị trường Việt Nam là thị trường quan trọng nhất, một thị trường tối quan trọng. Vậy, thế thì bây giờ sẽ nói một chút về góc nhìn của mình về câu chuyện là ai sẽ sử dụng. Cá nhân mình thì do tranh lệch tỷ giá là mình đã không sử dụng Remitano, Remitano từ rất lâu rồi, bởi vì mình cảm thấy quá thiệt, mức tranh lệch tỷ giá khá là thiệt. Ừ. nhưng hiện tại thì mình nhìn thấy rằng là theo thống kê thì đâu đó một tháng có khoảng 314.000 khách hàng khác nhau vẫn đang truy cập vào trang web. Đây là một con số mình khá bất ngờ. 314.000 và bản thân Remitano thì nói rằng là họ đang có đến hàng triệu khách hàng đang sử dụng. Họ đã họ có hàng triệu khách hàng đang sử dụng. Một mấy triệu ấy? mình nói đọc rằng là có đến một mấy triệu người khách hàng đang sử dụng. Đây, 8 năm kinh nghiệm hỗ trợ tại 50 quốc gia khác nhau giao dịch lên đến 15 tỷ đô có biết là tổng giao dịch hay là gì và 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 mình nhìn thấy là họ nói rằng là họ có đến một phẩy mấy triệu user sử dụng và như mình nhìn ở đây thì nó vào đâu đó khoảng hơn 300.000 người khác nhau truy cập trang web thế nhưng không phải ai cũng truy cập vào để mà trao đổi để mà mua bán cũng có những người họ vào để họ xem thử xem là có thuận tiện đối với họ không nhưng họ không sử dụng sàn cũng có thể thì mình chỉ lấy trừ hao khoảng 200 000 nghìn thôi thì với 200 000 người mà thường xuyên giao dịch thì đây vẫn là một cái sàn mà có doanh thu có khách hàng của họ và họ có cái gọi là có một cái cái um, có một cái lợi ích có một cái nguồn thu đến từ 200 000 người thì chắc là một con số cũng tương đối để họ có thể lấy qua cái đó đây mọi người nhìn thấy rằng là mặc dù cái tỷ lệ bật ra cho đến 40 phần trăm tức là có những người vào xong cái bật ra luôn và thời gian trung bình họ ở lại thì cũng chỉ khoảng 4,39 phút theo mình 4,39 phút chính là thời gian để họ thực hiện hành vi mua và bán token xong là xong thì mình nghĩ là có khoảng từ 150 đến 200 nghìn khách hàng quen thuộc của Remitano đây là một con số tốt đây là một con số lớn à, và rồi đến cái phần quan trọng nhất thôi đúng không tại sao mình nói nhiều đến sàn như thế à có một điểm nữa mình phải nói về sàn Remitano là một sàn đăng ký trụ sở chính thức ở Seychelles. Seychelles là một cái nước thuộc châu Phi thì phải nếu mình nhớ không nhầm xây ờ, và mọi người sẽ đặt ra một câu hỏi ngay là tại sao lại đăng ký ở một cái nước xây đúng không ở một cái nước ở châu phi như thế thực ra hình xây thì cũng là một trong các cái nó gọi là thiên đường thuế đấy tức là thứ nhất là thuế má nó thoải mái cho doanh nghiệp ưu đãi nhiều thứ hai nữa là về mặt thông tin hình như là liên quan đến cả luật dẫn độ nọ kia về pháp luật tức là những cái người mà những công ty mà mở ở xây thì cái ràng buộc pháp lý về trách nhiệm về quyền lợi của công ty với khách hàng sử dụng Thường nhé, mình dùng từ thường Không phải tất cả các công ty đều như vậy nhé Thường là khá lòng lẻo Tức là khi mà có một cái biến xảy ra Thì thường thường khách hàng thì thôi Ông quên đi mà tìm Tại vì là không giải quyết được cái vấn đề gì đâu Thế thì um, việc mà Remitano Lựa chọn ngay từ khi bắt đầu Thành lập doanh nghiệp ở đảo Seychelles Ờ, chúng ta có thể nghĩ rằng là thời điểm ban đầu họ sợ bởi vì như mình vừa nói nếu như họ ở Việt Nam mà mở ở Việt Nam thì khó rồi đúng không? Mở ở các nước khác thì mình cũng không biết là tại sao nhưng họ lựa chọn như thế. Và đến bây giờ, Remitano vẫn là một công ty có trụ sở chính thức ở châu Phi. Ngoài ra thì Remitano họ có một cái app chạy ở trên Apple và Android, các thiết bị Apple và Android. Họ có một cái app. Và cái công ty đứng ra chủ quản chạy cái app này thì hình như đang là một công ty con ở Singapore ở Singapore cho nên rất nhiều người nói là là Remitano là công ty Singapore thì đây là công ty không chính xác mọi người nhé thông tin này hoàn toàn theo mình là không chính xác à, và đó bằng đó là chúng ta sẽ thấy rằng là vậy chúng ta phải hy vọng đồng ren này tăng trưởng hay biến động chúng ta chỉ có hiện tại chúng ta chỉ có mỗi niềm tin vào sàn thôi theo mình thì sàn nó không quá tệ vẫn có người sử dụng vẫn có doanh số vẫn có thu nhập nhưng liệu nó có đi xa được hay không liệu chúng ta có mua bán giao dịch token ở trên Remi và dần dần càng ngày thời gian thị trường crypto càng phát triển thì cũng sẽ có càng nhiều người mua bán trên Remi hay không hay họ sẽ mua bán ở những sàn khác thuận tiện hơn tỷ giá tốt hơn như là P2P Binance hay thậm chí chúng ta có những cái ví điện tử ở Việt Nam cũng hoàn toàn có thể đúng không được pháp luật bảo vệ hẳn hoi tổ à, công ty mở ở Việt Nam hẳn hoi hay là mua ở những sàn khác ví dụ như là Bybit như là Maxi đúng không rất là nhanh giao dịch nhanh không phải chuyển đi chuyển lại nhiều bước các thứ thuận tiện liệu và trong một cái bối cảnh như thế thì Remi có phát triển được đường dài hay không thì mình đoán có thể là chính bản thân sàn họ cũng thấy rằng là về mặt đường dài là họ đang bị đi vào một cái lối ngõ cụt và họ mới phát triển ra cái đồng token Renet và một cái kế hoạch liên quan đến blockchain mình vừa nói rồi đây là một công ty mà có kinh nghiệm từ 2014 mình đoán là founder họ rất là thạo rất là giỏi rất là biết về crypto nhưng mà một điều mình cũng biết đó là họ mất đâu đó cả một năm trời cả một năm trời để họ phát triển cái đồng renex này và trong một năm đó thì họ cho họ cho cái việc đó là um, người dùng có thể đăng ký và bấm đây và bấm bấm đào token người ta gọi là miner để bấm thì thực đơn giản đó là vào đúng cái thời gian đấy mỗi một ngày thì phải bấm thôi bấm để đăng điểm danh thôi và nó rất là giống với cái đồng pi và hiện tại thì người ta đang bảo là redneck là một cái đồng pi fake pi shop pi pha gì đó tí nữa mình sẽ nói với nó góc nhìn này sau nhá câu chuyện này sau còn đối với mình thì những người nói câu đấy là hơi bị ngu hơi bị ngu tí ý tổng hợp nó là như thế tí nhưng mà tí nữa giải thích sau thật sự đấy mình mình thấy rằng là nhiều ông bây giờ đang chê cái dự án này là thằng pi thằng bụng thì đấy rất dở hơi thì đầu tiên mình phải nói về cái hành vi là cho thợ đào cho gọi không phải cho thợ đào nghe kinh quá gọi là cho những người muốn sử dụng cái đồng đen này bằng cái việc điểm danh hàng ngày thì nó cũng chỉ giống như một cái hành vi đó là cho airdrop thôi tạo ra một cái cộng đồng những cái người mà người ta gọi là muốn sử dụng một cách lâu dài và nhiệt tâm cái việc hàng ngày hàng ngày họ cứ lao vào bấm lao vào bấm thì khi mà đồng token đấy nó ra mắt và những cái người mà hàng ngày hàng ngày đi theo remi sử dụng đăng nhập các thứ thì đấy là những cái người mà sẽ giúp cho truyền thông cái đồng rennet này đến với nhiều người hơn họ sẽ ít muốn bán hơn họ sẽ ít muốn bán hơn bởi vì họ đã dành ra từng thời gian rất dài rồi có khi họ sẽ nghĩ rằng là à cái đồng rennet này nó sẽ chạy được rất xa làm được rất nhiều thứ cái điểm đó là điểm khác biệt à, nhưng mà cũng một cái câu chuyện vui vui thôi nãy mình đọc được ở đâu ấy mình đọc được ở đâu nó có rất nhiều cái comment bình luận mình có những comment đây ở phần dưới thì tí nữa mọi người kiểm tra nhé có những comment bình luận họ nói rằng là à, làm nào để xóa hết cái app này đi làm nào để xóa luôn tài khoản đi của Remi đi họ không thích nữa bởi vì sao bởi vì là, <laughs> bởi vì là họ cái giá lít của đồng của đồng Renex này lúc đầu 0.1 thôi đây 0.118 đây vào thời điểm ngày 20 tháng 10 0.1 thôi và họ nói rằng là à vậy thì công sức bấm của họ mỗi một tháng trong quá khứ đổi lại được một cốc trái đá mình đoán là một cốc trái đá hiện tại ở đâu đó là khoảng 4.000 ở Hà Nội các vùng khác có thể là 3.000 mình cứ tính sông xanh hẳn là 5.000 đây vậy vậy thì mình không đào mình không biết là một đào một tháng được bao nhiêu nhá thế nhưng mà mình dựa trên những comment đấy thì người ta tức là đâu đó một tháng này được khoảng 5.000 đến 5 đồng mình cứ cho là 10.000 cấp đôi thế nhưng mà họ kêu như vậy thế nhưng tuy nhiên ở giá 0.1 với giá hiện tại thì đã tăng 30 lần rồi Vậy nếu mà chúng ta lấy 5.000 nhân 30 thì chúng ta được trăm rưỡi. Nếu như chúng ta lấy 10.000 chúng ta nhân với 30 thì chúng ta được 300.000. Đấy, dựa trên những comment và thời điểm mà giá list 0.1 thì mình đoán rằng là uh, Remy uh, này nó, nó 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 mỗi một người đào trong suốt cả một gần một năm rồi đồng token cho đào đấy và mình cũng không biết họ tạo bao nhiêu nick họ dùng bao nhiêu sim họ có bao nhiêu người mình đoán rằng là có thể đông nhưng cũng không quá đông đâu hiện tại blockchain chưa cho những cái kiểm tra chưa có trang explorer thì không biết là có bao nhiêu người đào bao nhiêu holder bao nhiêu các thứ không biết nhưng mà mình thấy rằng là với số tiền như vậy với một cái số tiền và với một số token khá là ít khi mà đào như vậy thì cái cung lưu hành ban đầu của dự án này đang khá là thấp đang khá là thấp và có vẻ như chính bởi vì cung lưu hành đang khá là thấp sàn sẵn sàng là một việc mà mình cực kỳ bất ngờ đó là chỉ trong vòng 2 ngày Từ ngày 20 lít giá 0.1 Và bây giờ là tối của ngày 21 À tối của ngày 22 sau đi mọi người hai ngày thì giá nó là khoảng gần 3 đô 2.97 mọi người nhìn thấy Và tức là tăng lên 30 lần Chỉ trong vòng có 2 ngày Và nếu như chúng ta lấy một cái uh, Ngày 20 tháng 10 khi mình live stream Thì có anh em hỏi Thì giá nó đang đâu đó vào khoảng là 1 đô 9 đến 2 đô Thì chỉ trong vòng có một ngày thôi Giá nó đã tăng 50% trong vòng có một ngày từ hôm qua hôm qua có người hỏi đến hôm nay thì giá nó tăng 50 thì sao nào thì cái vấn đề như sau đây là một hành vi mình rất bất ngờ đó là tại sao một đồng token RENET này ra mắt chưa được lít lên coi market cap chưa được lít lên coi cái cô mà họ đã để cho giá nó đẩy lên Thế lúc đầu thì mình cứ tưởng tượng rằng là à bởi vì miner thợ đào những người bấm bấm điểm danh hàng ngày ấy, họ được tặng rất nhiều token thì đáng lẽ là phải list xong giá tương tối xong phải đâm xuống đâm để cho những cái đội đấy họ chán họ bán hết ra thường thường các dự án nó sẽ phát triển như thế đúng không phải đâm phải bán hết ra bán hết ra xong rồi cái đội dự án họ mua lại đội đội remitano họ mua lại thì có thể là những nhịp đẩy nó sẽ tiếp theo Đấy thì khi mà như thế thì họ bắt đầu list coin market cap rồi vẽ ra white paper rồi vẽ ra roadmap họ có một lượng token của những ông thợ nào chán bán hết rồi sau đó thì họ mới bắt đầu họ, họ, đẩy lên nhưng có vẻ như là không ai muốn bán khi mà cả tháng mình bấm trong cả một năm rồi để lấy được có trăm năm mươi nghìn hai trăm ba trăm nghìn một tháng đúng không 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 ai có vẻ muốn bán như thế thì vì thế thì họ đang đẩy giá lên và nhiều người mình mới đang rất là mình đó là nhiều người nói rằng là họ kiếm được rất nhiều tiền Hôm nay thấy có một cái ảnh đâu đó là có người nắm giữ một cái ví lên đến 118 Bitcoin tức là mấy chục tỷ đấy mà trong đó có một lượng rất lớn token là Runex và ở giá 3 đô đấy, thì mình đã không biết là cái bức ảnh nó Photoshop hay là gì nhưng mà nếu như thế thì tổng cung của Runex rất là cao rồi dự án này nó có nhiều điểm để nói thế nhưng mà mình mình muốn giải thích như thế bởi vì, vì đa số những anh em nào mà chơi với Remitano đầu tư Remitano thì đều là người Việt Nam mình muốn nói sâu và góc cạnh để cho anh em hiểu được tình hình hiện tại chúng ta thấy rằng là Rennet nó đang dính ở đỉnh ba đô và nó đang bị uh, đi ngang nó có tăng tiếp hay không thì mình sẽ phải nhìn vào token nó của dự án token của dự án thì mình thấy như sau đây uh, đâu nhỉ token đâu nhỉ em chờ mình tiện đây tôi cần nó đây đúng không? Tôi cần đây. Đầu tiên là là Renet là không có tổng cung, không có tổng cung. Đây là một đồng token là nó sẽ à, có m, đi theo sự phát triển của dự án. Đây mọi người nhìn thấy tổng cung khi Binance đây nhé. Đây là thời điểm tổng cung ban đầu, số lượng đồng Renet được 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 đúc ra ban đầu đấy à, là 73 triệu đồng trong đó thì nguồn cung của cộng đồng là chiếm một nửa, 48, gọi là 49%, tức là một nửa chỗ này là thuộc về cộng đồng, thuộc về những cái ông mà bấm bấm hàng ngày đấy. Nguồn cung của đội phát triển thì chỉ chiếm có 15% thôi. 6,16 là số lượng ban đầu, cái số lượng 4,7 triệu đồng này được lập tức đưa lên trên sàn Remitano để làm cung cấp thanh khoản. Đó, thị trường đang có tối thiểu là có con số này cộng với cái con số của những cái ông này được trả đợt đầu đem ra bán mọi người lưu ý là chúng ta sẽ có cái nhóm 1 và nhóm 2 là cái số mà đang được lưu thông đang lưu lưu thông lưu hành à, 9,2 cho các chi phí quảng cáo 12,3 này thì được giữ nguyên ở trong uh, treasury trong uh, kho tiền của dự án và mình đoán là họ sẽ chưa sử dụng gì cả và chúng ta có một cái quỹ để mà phát triển đi app quỹ này rất là hay quỹ này nó sẽ phát triển để mà tặng cho những cái dự án muốn làm chạy ở trên blockchain Remitano blockchain Renet uh, để làm phần thưởng đúng không để, Nói chung là đây là một cái tokenomics mình mình nhìn qua thì thấy nó cũng bình thường nó cũng là một token hay đấy chứ không phải không không quá áp lực cho nhà đầu tư mua sau uh, và cũng không quá dồn về phía cho team góc nhìn là như vậy nhưng mà mình nhìn thấy ở đây nó còn bạn đây Câu chuyện là lạm phát, nãy mình nói đúng không, không có tổng cung Bởi vì mỗi một năm thì nó sẽ lạm phát thêm ra từ 4,5% cho đến 5,5% Đấy, trong đó thì những người stake sẽ được 4,5% Stake, token 4,5% Đây là một con số cũng tương đương như nhiều mạng khác thôi ETH ngày xưa thì cũng khoảng, khoảng như vậy đúng không 1% này thì dùng để đem ra tặng cho các dự án Tức là token sẽ lạm phát, lạm phát theo năm Thứ hai nữa là bây giờ câu chuyện là những người đào bấm điểm danh hàng ngày và team thì sẽ như nào? Thì đối với tim uh, team và miner đều có cùng một cái câu chuyện đó là muốn nhận hết số token mà mình đã kiếm được thì mất 5 năm. Tức là đây là thể hiện là các ông phải đồng hành cùng với dự án quảng bá, quảng cáo, xui, siêu sổng các thứ đi. Bởi vì token của các ông trong năm đầu tiên các ông được trả cũng mới được có 20% thôi. Uh, 8 phần 10 cái số token của các ông thì phải trả trong từ năm thứ hai trở đi. Nhưng cái việc ở đây mình nhìn thấy là việc trả token vào mỗi một tháng và mỗi trong mỗi một tháng thì lại trả làm 4 ngày khác nhau. Đây, mỗi một thứ bảy hàng tuần thì sẽ được trả. Đấy, mọi người lưu ý rằng là cái này là nó trả theo tuần. Thì cái việc mà cứ dòng giã mỗi một tuần, mỗi một tuần, mỗi một tuần có người có được trả coi để bán. Nó cũng sẽ tạo ra một cái áp lực giảm tuy không quá mạnh nhưng mà nó cũng lại làm rất khó để mà đi lên trừ khi có một cái nhu cầu nào đó sử dụng rất là lớn về đồng đen, đen này rồi với chúng ta nói như thế là nhìn sơ qua về câu chuyện rằng là ấy đúng không ngoài ra mọi người lưu ý rằng là uh, cái chi phí hoạt động marketing này là chính là chi phí mà team họ lấy ra để bán mọi người nhé đây chính là cái rủi ro mà team xả vào đầu này họ nói rằng là họ bán token để làm marketing nhưng mà cụ thể là marketing như nào hay là marketing chia nhau thì không biết được nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái số lượng token này trả rất nhanh, team thì bị khóa 5 năm nhưng mà marketing thì chỉ bị khóa trong vòng có 24 tháng và trong 24 tháng này thực ra là còn cũng trả theo chu kỳ hàng tuần mà cái lượng marketing này, này, lượng chi phí marketing, quỹ marketing này khá là lớn, đây marketing đây lên đến 9,2% đấy, lên đến 9,2% tổng cung đây là một con số lớn và đây chính là số token mà nếu như dự án họ muốn đâm vào đầu với anh em thì, thì mình thấy rằng là cái con số này nếu mà họ đâm không ai trách họ được không cãi được chi phí marketing trả khá là nhanh và gấp ờ, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện là làm nào để đồng rennet này được tăng giá đây mình nói thẳng tưng luôn với anh em là, là thị trường nó phải fomo thì đồng gần này mới tăng giá fomo thì khi nào mà dự án fomo người ta fomo khi người ta thấy rằng là họ mua cái đồng rennet này và họ được lợi làm thế nào để họ được lợi thì nó phải có đồng này này nó phải có cái gọi là ứng dụng, token use case đấy. Một trong những ứng dụng phổ biến mình biết được đó tức là staking, tức là à mua và đem gửi lấy lãi. Đúng không? Mua và đem gửi stake lấy lãi. Đấy và họ hy vọng một điều là rennet tăng giá và lấy cái lãi đó thì chính là ngoài việc token tăng giá lại còn được trả thêm lãi. Đấy. Nhưng mà liệu rennet có tăng được giá hay không? Đây là câu hỏi trong tư duy của nhà đầu tư. Thứ hai là có thể là họ sẽ sở hữu Renex để làm cái gì đó nó có lợi ích cho cái việc họ sử dụng sàn Remi Cái này không thể nói đến Chắc là cũng có hay là có Nhưng hơn nữa thì mình nghĩ là nó cũng chỉ phục vụ những ông đang dùng thôi nhưng ông bên ngoài không quan tâm Thứ ba nữa rằng là Có những cái Tiềm năng trong dài hạn của Blockchain Renex này Tiềm năng dài hạn của Blockchain Renex này nó phải là Blockchain Renex sẽ có những DApp Họ phải xây dựng được thứ nhất đó là gì Đó là như là các dự án khác thì nó gọi là infrastructure đấy tức là gọi là gọi là gì gọi là một bộ khung, một bộ khung các cái các cái mạng của một mạng blockchain. Ví dụ như DeFi, ví dụ như là các sàn Launchpad, ví dụ như là NFT, ví dụ như là Metaverse gamefi, à, ví dụ như là những cái ứng dụng đấy những ứng dụng khác DeFi thì rất là rộng đúng không? DeFi thì nó phải là sàn AMM rồi thì là uh, aggregator rồi thì cho vay lending borrow đúng không rất nhiều những thứ đấy và phải có những cái dự án đấy chạy ở trên internet thậm chí là phải chạy tốt sau đó thì dự án nó mới bắt đầu nó có các quỹ để thu hút dòng tiền chảy về hay gọi là incentive đấy thì những cái điều này mình mình sẽ lấy một cái câu chuyện khác đó là dự án BHO dự án BHO này tất nhiên nó chết rồi nó có làm tiếp hay không thì mình không biết nhưng mình trong mắt mình nó là một dự án chết rồi nó chết ngay từ khi nó mới ra mắt cơ bởi vì mình tại sao mình nói nó trước ngay khi ra mắt để mình nói rằng là BHO nó muốn làm một thứ quá lớn đối với tầm vóc của họ họ muốn làm ra một blockchain mà có nhiều người thu hút người khác sử dụng à, những người dùng crypto sử dụng là họ đang phải đấu với những thằng như là mình sẽ lấy một cái tên kém kém như Celo, như Rose, Cisco. rồi thì nó phải đấu với những thằng mạnh hơn như là BNB, Solana, Avax, Polkadot hay những thằng mới rất nhiều công nghệ hay như Aptos, Sui, rồi rất rất nhiều khác chưa nói đến Ethereum chưa nói đến biết hàng hà xa số và mình đặt ra câu hỏi là BHO thì lấy cái tuổi con gì ra để mà làm được cái việc ấy và bây giờ mình quay lại Renet mình cũng hỏi luôn là Renet lấy cái tuổi con gì ra để mà làm được cái việc ấy để mà người khác để mà đép ở trên toàn thế giới để mà những người sử dụng những người mà muốn đưa những cái ứng dụng của họ lên một cái blockchain nào đó họ chọn Renet xây, thay cho những cái mạng lưới đã có kinh nghiệm Huy động được nhiều vốn, nhiều đội ngũ đứng sau cơ quảng bá, BD Mình nói thật rằng là không có, không có cửa BHO chết từ ngày đầu Và đối với mình, Rana cũng chết luôn từ ngày đầu rồi Chết luôn từ ngày đầu rồi Một điểm, tại sao mình nói đến BHO BHO là một token, họ có cái định hướng Làm ra một blockchain riêng của họ Nhưng họ phát hành token ngay lập tức Ở trên mạng lưới BNB Rana thì mất một năm để làm dự án từ lúc mà upchen thì thông báo là làm nhưng bây giờ đào bố nó chen rồi mới bắt đầu nói là mainnet mà lại còn mainnet trong đúng đào chen luôn thì ai quan tâm đây không ai quan tâm cả thế thì và mình muốn nói rằng là việc BHO họ ra token trên mạng lưới trước đấy nghe thì bảo là lạ đúng không nhưng mình thấy bình thường chúng ta có chz là một token riêng nhưng họ vẫn chạy ở trên eth chúng ta có rip hình như cũng đã chạy blockchain riêng cũng ra phát hành token trên eth họ làm phát hành token trước và họ làm công nghệ các thứ họ làm sau và sau đó thì họ sẽ có những cái cầu nối để họ đưa cái lượng token từ ETH chuyển về mạng lưới chính của họ chẳng hạn. Thì Renec đã không làm việc đó và mình đánh giá rằng là có thể có vẻ như là đội ngũ làm phát triển về công nghệ cũng như phát triển về marketing, phát triển về nhiều thứ của Renec không có kịp thời cập nhật xu hướng, khá là khá là chậm và vì thế thì mình cũng đánh giá rằng là một cái team như vậy thì rất khó trong một thị trường mà đầy thay đổi để cạnh tranh như crypto này có thể làm được không có bách cơ không có lộ trình rõ ràng từ sớm không nhạy bén là một mảng quá khó quá nhiều đối thủ cạnh tranh à, và với từng đó thôi thì mình thấy rằng là việc mà các bạn định hâu lâu dài và trông chờ ronet sẽ tăng trưởng mạnh thì mình nghĩ rằng là một điều biển vông một điều viển vông rồi bây giờ lại quay lại cái phần quan trọng nhất là rất nhiều người sẽ tò mò và hỏi đúng không? Sẽ bảo là mày làm mà nói nhiều thế để làm gì nếu như cuối cùng mày chẳng đưa ra thông tin mua bán gì cả. Nhắc lại thông tin mua bán quyết định là ở mỗi người. Mình không tìm hiểu dự án quá nhiều, mình không bỏ tiền vào mua dự án này, mình không nhận được, được quảng cáo của dự án nên mình cũng chẳng siêu chẳng nói gì gọi là gọi là, gọi là lừa lọc hay là dụ khi anh em cả. Quyết định ở mỗi người thôi. Nhưng mình có mình dám nói là mình công tâm. Nếu như ai đó nói rằng là Renex bây giờ giá ba đô quá cao rồi thì mình vừa nói với tổng cung hiện tại thì chưa cao và để làm nào để họ cao mình đánh giá rằng là họ hoàn toàn còn một cái nhịp đưa thông tin để nếu như họ muốn làm thật mà chắc là họ làm thật thôi họ mất cả một năm rồi họ mất cả một năm để mà phát triển họ chưa được miếng nào chưa được miếng nào mấy đúng không cùng lắm thì họ phân phối ở cái giá ba đô này cho một số lượng người mua mình nghĩ là không có quá nhiều người đâu không có ai lao vào đây mua hối hả ồ ạt đâu con số đấy mình nghĩ là ít trừ khi họ chấp nhận ăn một cái cú cực kỳ ít đấy và họ vứt luôn cái câu chuyện dự án này đi gọi là ăn non ấy gọi là ăn theo kiểu hèn ấy thì mình không biết nhưng mà đây là một sàn mà nó đang vẫn đang làm tiếp vẫn đang có khách mình nghĩ rằng là họ sẽ không ăn non ăn hèn thế họ sẽ làm như một dự án bình thường đó là họ sẽ đẩy lên các trang thông tin có cái cô có market cap họ sẽ đưa ra những cái họ đã mất công lập lốc trên riêng thì họ sẽ đưa ra những cái trang đánh giá họ sẽ tìm cách công bố những cái cập nhật công nghệ của họ ví dụ như là các cầu xuyên chuỗi ví dụ như là các cái uh, ứng dụng chính như mình vừa nói chúng ta có ví rồi thì chúng ta phải có những cái giao dịch chúng ta phải có những sàn về launchpad phải đủ các thứ đúng không và từng đó đủ để họ có thể đẩy giá này lên tiếp lên bao nhiêu thì bây giờ mình chưa nhìn được tổng cung của thị trường không nhìn được cái số lượng đang ở thị trường mình không dám đưa ra đoán mình không được biết rằng là market cap tức là cái vốn hóa của nó nào, bây giờ nó là bao nhiêu những con số đó khi lên coi market cap coi cô thì sẽ biết nhưng nếu nó ở một con số nhỏ nhé nếu nó ở một con số chỉ chỉ độ vài triệu đô thì với tầm vóc của con này nó có thể lên con số là 10 triệu 12 triệu mình nghĩ là không khó nếu như list con market cap thì các thứ market cap của con này lúc đó cái vốn hóa market cap nó mới chỉ có 1-2 triệu đô gì đấy thì nó vẫn là cơ hội bởi vì với một dự án với một cái uy tín với một cái tiềm lực như thế này thì mình nghĩ là đẩy tin nó thừa sức và nhất là token của họ những người họ họ nắm giữ hiện tại nhiều nhất thì chính là họ với quỹ marketing với quỹ team được trả thì họ sẽ nắm được nhiều token nhất thì họ thừa sức mà mình đang nhìn thấy là lượng token trong những tháng đầu ấy, trong những tháng đầu khá là ít khá là ít thì việc mà họ đẩy một tôi một cái dự án như thế lên những cái vốn hóa 10 triệu 15 triệu không phải là khó khăn và nếu như thế thì chúng ta phải đợi list sàn xong chúng ta xem xem token nó đang vốn hóa bao nhiêu và liệu chúng ta có vào hay không lúc đó mới cân nhắc. Mình vẫn đánh giá nếu như dự án muốn làm nghiêm túc, muốn đẩy, muốn tạo ra tiếng vang ban đầu, họ đẩy x10 giá này. Ngay từ khi chưa làm thông tin gì cả, họ đã đổi từ 0,1 lên được 3 đô là x30 lần. Vậy bây giờ khi bắt đầu đẩy thông tin, bắt đầu truyền thông, tạo ra cú hích, tạo ra sự FOMO đúng không? Họ nói là gì? Những nhà đầu tư sớm họ đã lời x30 rồi. Anh chị tại sao không tranh thủ đi, anh chị muốn người ta muốn x300 lần anh chị mới vào hay sao đúng không? Thì dự án nó có thể có những nhịp x2, x3 thì bạn phải theo sát dự án như vậy đấy đấy là vấn đề cơ hội. Thế có mọi người hỏi mình là có mua hay không thì mình chờ thôi, mình chờ thông tin rõ ràng hơn mình mới mua. Còn thông tin bây giờ thì quá tù mù. Ông nào mà mua thì thật sự chỉ đấy là một sự cầu may, cầu may chứ không có gì thông minh ở đây cả. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì thông tin quá tù mù. Đầu tư mà chúng ta biết quá ít thông tin mà chúng ta xuống tiền thì đấy chúng nó chỉ đang cờ bạc thôi. Mình không khuyên ai có tư duy đầu tư như thế. Tôi sẽ nói đến cái um, câu chuyện đó là Rennet có phải là Pi hay không, có phải là Pi hay không? tức là họ đang muốn nói rằng là người ta cứ chê pi là một đồng coi bấm không mất gì cả và nhận token rồi thì và họ nói rằng là Ranet trong quá khứ cũng thế thì thấy mình có giải thích cho mọi người rồi thực ra cái việc phát token một cách dễ dàng cho những người chỉ việc điểm danh hãy coi đó giống như là một cái việc họ phát airdrop hãy lấy một câu chuyện gần đây như con Aptos họ bạn chỉ cần bấm ngồi một cái máy tính tạo một cái ví bấm một vài nút bấm ở trên máy tính bấm một vài nút bấm trên máy tính tham gia một số những cái hoạt động ở trên mạng lưới bạn chẳng mất một xu nào bạn chẳng mất một nghìn nào bạn chỉ mất mấy nghìn tiền điện bạn chỉ mất 15 20 phút với một cái ví và bạn nhận được cái gì bạn nhận lại được một lượng token mà bán ra ở giá trị đó tương đương với 1.000 cho đến 1.500 đô à, rất nhiều người hỏi là ôi tại sao Aptos nó lại ngu như thế tại sao nó lại để token như thế thế nhưng mà bạn hãy tưởng tượng là tự dưng nó làm thế có hàng trăm nghìn người làm và nhận được 1.000-1.500 đô từ việc bán thì những người mà cầm được 1.000-1.500 đô họ sẽ làm gì? Họ sẽ đi khoe họ sẽ nói rằng là tôi vừa mới được như thế, tôi vừa mới được kiếm được như thế và họ sẽ yêu thích cái dự án áp tốt bởi vì đấy là những cái số tiền từ trên trời rơi xuống và họ tự dưng được hưởng thì đấy là một cái cái chi phí đấy tưởng là mất cái số token đấy tưởng là mất nhưng nó đổi lại cái gì nó đổi lại được cái hoạt động marketing những cái thay cho những cái hoạt động marketing nó chính là một hoạt động marketing thì đúng hơn và và cái chi phí đó thực ra nhé thực ra mà nói nhé là team nó đẻ ra nó vẽ ra đấy chứ token họ in ra mà cho nên các bạn đừng bao giờ thắc mắc cái chuyện là đến 50 phần trăm token của tổng cung nó lại rơi vào những cái ông chỉ vật điểm danh chuyện đó là chuyện bình thường chả có cái vấn đề gì cả chả có vấn đề gì cả thế nhưng tại sao người ta lại cứ chửi pi thì theo mình thì pi bây giờ mình cũng chưa biết độ thành công hay thất bại của nó nhưng mà những người mà so sánh pi với rennet thì đúng thật sự là nó khiến cho mình ngắn ngẩm bởi vì họ không đánh giá được những cái câu chuyện về cách thức về cái mô hình mà những người founder pi họ họ vẽ nên cho dự án pi nó khác với rennet chúng ta hay nghe thấy là những câu chuyện là pi là một cái đồng token mà giá nó sẽ sửa trên sự đồng thuận của những người đang nắm giữ đúng không và chúng ta có những con số như là hàng trăm đô hàng nghìn đô chính những cái đó nó làm cho người ta rất ghét cái đồng pi chúng ta cũng nghe rằng là pi chính là một cái mạng lưới mà cho phép trao đổi ngang hàng pi giống như trở thành một loại tiền tệ trao đổi khắp thế giới những người sử dụng đúng không các bạn có thể ra nét họ truyền thông rằng là đồng ra này nó sẽ giải quyết vấn đề đấy không không có đúng không vậy thì có những cái việc mà bấm cái bấm nó chỉ thể hiện rằng câu chuyện rằng là các bạn không hiểu về các hoạt động airdrop các bạn coi rằng là bấm nó là cái gì đó nó 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 đặc biệt nó kỳ cục hay là nó quái dị gì đó thực ra điều này rất bình thường trong thị trường crypto này nhưng các bạn lại không hiểu được rằng là cái sứ mệnh cái tầm nhìn cái ứng dụng của hai cái đồng này hiện tại nó khác nhau cách truyền thông nó khác nhau mình chưa nói rằng là pi thì mất nhiều thời gian hơn mà mã vẫn chưa được lên sàn còn ronet thì có thể là sắp rồi chưa nói về cái câu chuyện đấy cái tính thực tế nó lại khác nhau rồi nữa thế nhưng mình chỉ nói rằng là cái việc so sánh như thế nó rất buồn cười rất là dở hơi và các bạn đang hạ thấp cái hạ thấp cái tính thực tế, hạ thấp những cái nỗ lực mà dự án Remitano họ làm. Thì đây là những cái thông tin mà mình chia sẻ một cách công tâm để cho mọi người cân nhắc về cái việc đầu tư dài hạn, nắm giữ lâu dài hay là gì và mọi người biết được rằng là đâu là những cái mà chúng ta phải chờ đợi và nếu như đó xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tốt hay tín hiệu xấu cá nhân của mình nếu như được phép lựa chọn, được phép nhận định thì mình tin rằng là Renac này thì không có tương lai nhưng nếu như trade lướt, nếu như ăn một con sóng mà dự án họ muốn đẩy giống như mọi người biết rồi một dự án dù là rác hay không rác thì nó luôn có cơ chế là pump pump để làm gì dự án xịn thì nó cũng pump pump để nó bán những cái token của nó ở giá cao nhất tạo ra cái sự sức hút đối với thị trường nó vừa thu về được tiền vừa thu về được sự quan tâm của nhà đầu tư khi pump xong thì nó sẽ đem token nó bán và nó sẽ đâm thế nếu như bạn nào mà tham gia được vào con sóng này và các bạn ăn không sao cả nhưng mình nói về đường dài với những gì bây giờ mình nhìn thấy với sự với những cái giai trước mình nhận định thì mình nghĩ là nét thì không làm được cái việc trò chống gì cả không làm được cái trò chống gì cả Đấy, đó là những cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người Hy vọng là anh em thấy một cái thông tin nào đó có ích Nếu như mình động chạm vào một cái cơ hội làm giàu của ai Hay là fan của gọi là một cái dự án thần tượng Một cái dự án yêu thích của ai đó thì mình xin lỗi Nhưng mà mình, ở kênh này cho đến bây giờ Luôn luôn muốn đưa ra những thông tin mà mình nghĩ thấy cần phải nói nhất À, hẹn gặp lại anh em trong các cái video tiếp theo cảm ơn mọi người